Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà swap đồng với kép đọc coi. Đó, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào ví của chúng ta là ví Trust Wallet. Thì điều kiện đầu tiên thì anh chị em chúng ta sẽ phải là chuyển BNB Smart Chain về ví Trust Wallet của chúng ta từ sàn hoặc là từ ví của Binance. Đấy thì hiện tại của mình đang có là 0,098 BNB rồi. Ok. Đó thì tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn vào một ví. Chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ copy cái smart contract của đồng VKDog coin. Ok chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ nhập vào phần ví này. Cả nhà sẽ ấn vào cái dấu hai gạch ở bên phải trên cùng màn hình. Được chưa ạ? Ok, chúng ta sẽ paste này. Đó, đây. Chúng ta sẽ gạt cái thanh này sang để mà bật nó lên này. Ok chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ tích tích vào dấu tích nhận. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ ấn vào mục dApp. Mục dApp này thì chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ. Chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ của Dogecoin. Thì cái smart contract và cái địa chỉ thì đảm để ở dưới phần comment cũng như là mô tả. Thì anh chị em chúng ta là có thể là vào dưới cái video chúng ta lấy anh chị em nhé. Đấy, link đây. Sao chép. Ok, chúng ta sẽ vào lại ví Trust Wallet. Chúng ta dán vào đây. Dán. Ok chưa ạ? Rồi, sau khi dán xong thì chúng ta ấn tìm kiếm. Ok chưa ạ? Đó. Thì ở đây thì nó sẽ có thông tin này. Thời gian này. Đó, thì chúng ta sẽ ấn vào cái mục này và chúng ta buy, buy là mua, chúng ta có thể tùy chỉnh lên này. Như đảm thì đảm mua tầm khoảng 50 đô thì đảm sẽ để tầm khoảng 0,3 này, đúng không? Chúng ta buy chẳng hạn. Đó, xác nhận giao dịch thì đây chúng ta có thể test cái số đô của chúng ta ở đây. Đó, ví dụ 0,3 BNB sẽ là 109 đô. Ok chưa ạ? Thì đối với những cái kèo như thế này thì anh em chị em chúng ta nên tuân thủ luật chơi từ 50 đô đến 100 đô các anh chị em nhé. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ ấn buy mua. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp nhận ok. Và sau khi mua xong thì anh chị em chúng ta sẽ quay lại cái địa chỉ ví của chúng ta và chúng ta sẽ kiểm tra. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra như đây, đồng Dogecoin đây là 50 triệu. Ok. Chúc anh chị em chúng ta sớm sở hữu Dogecoin cho mình và nó sẽ là một cái tài sản x x x x x rất 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 nhiều lần. Chúc mừng cả nhà.